Sự tích Hồ Ba Bể. Xã Năm Mẫu nằm khuất nẻo giữa một vùng đồi núi. Ở đây năm nào cũng mở hội cúng Phật. Vào dịp đó, Năm Mẫu bỗng trở nên đông vui nhộn nhịp. Người giàu có từ khắp nơi kéo về dự hội rất đông. Kỳ hội năm ấy, giữa lúc mọi người nô nức kéo nhau đi lễ, bỗng có một bà cụ ăn mày từ đâu tới. Trông bà cụ thật nhếch nhác bẩn thỉu. Đi đến đâu, cụ cũng thều thào: "Tôi đói quá, xin các ông các bà rủ lòng thương." Nhưng ở đâu bà cụ cũng bị xua đuổi. Suốt từ sáng đến tận lúc mặt trời khuất núi, bà cụ vẫn không xin được chút gì lót lòng cho đỡ đói. Cụ mệt quá, không đi nổi nữa, đành ngồi ở góc đường van xin người qua kẻ lại. Đám người đang nhậu nhẹt ở gần đó khó chịu khi nghe tiếng rên rầm của bà cụ. Họ xông ra đánh đuổi cụ đi chỗ khác. Bà cụ cố lê bước vào các nhà trong xóm, nhưng nhà nào cũng đóng cửa im ỉm, không ai bố thí cho cụ một tí gì. Trời đã nhá nhem, sương mù ùa xuống bao trùm hết núi non. Bà cụ vừa đói vừa rét, lả người như tàu lá héo, ngã gục xuống vệ đường. Cũng may lúc đó có mẹ con bà Quá đi nương về muộn, nhìn thấy bà cụ tội nghiệp, hai mẹ con vội khiêng cụ về nhà. Nhà chỉ có mấy hạt gạo, người mẹ đành nấu cháo nóng cho bà cụ ăn, lại giã lá thuốc cho cụ uống. Một lúc sau thì bà cụ tỉnh lại. Mẹ con bà Quá mừng quá, vội thu xếp chỗ nghỉ cho bà cụ. Họ nhường cho bà cụ nằm gần bếp lửa cho ấm áp, còn hai mẹ con ôm nhau ngủ ở góc nhà. Đến nửa đêm, tiếng ngáy của bà cụ khiến người mẹ thức giấc, thấy bếp lửa sáng kỳ lạ. Bà nhỏm người lên nhìn thì kinh hãi rụng rời hết cả tay chân. Một con dao long đang ngủ, đầu dao long gác lên xà nhà, còn đuôi nó thò dài đến tận chỗ mẹ con bà. Người mẹ run cầm cập nhưng không dám kêu to, sợ dao long thức giấc nuốt chửng hai mẹ con. Bà ôm chặt đứa con bé bỏng, nhắm chặt mắt nằm im thin thít. Khi trời sắp sáng, người mẹ hé mắt nhìn sang thì không thấy dao long đâu nữa, chỉ thấy bà cụ ăn mày đã trở dậy và sắp sửa ra đi. Khi từ biệt mẹ con bà Quá, bà cụ đưa cho người mẹ một gói tro và bảo: "Kẻ nào ác độc thì phải trừng phạt, còn mẹ con nhà Quá thì tốt bụng nên ta sẽ giúp. Hãy rắc chỗ tro này quanh nơi ở và chớ đi đâu trong đêm nay. Còn nếu có phải đi thì chọn đỉnh núi cao mà đến." Rồi bà cụ móc túi lấy ra mấy hạt thóc thả vào tay người mẹ và dặn: "Nhớ cắn thóc lấy gạo ra, gạo sẽ giúp mẹ con khỏi lo đói, còn vỏ trấu thì sẽ giúp mẹ con lúc nguy khốn." Mẹ con bà Quá cúi đầu tạ ơn bà cụ. Khi họ ngẩng lên thì đã không thấy bà cụ đâu nữa. Hai mẹ con nửa tin nửa ngờ, hết nhìn mấy hạt thóc lại ngắm gói tro. Rõ ràng là thóc thật, tro thật. Hai mẹ con kể lại sự việc lạ lùng ấy cho láng giềng nghe, nhưng không có ai tin câu chuyện ấy cả. Tối hôm ấy, mây đen vần vũ phủ kín bầu trời, rồi mưa, mưa như chút nước. Và ngay giữa đám hội, một cột nước bỗng từ lòng đất phun lên. Trong chốc lát, nước đã tràn ngập khắp nơi. Mọi người hoảng hốt bỏ cả lễ bái để chạy. Tiếng la hét hỗn loạn: "Lũ về, lũ về, chạy mau kẻo chết." Nhưng chẳng ai chạy kịp, nước tung tóe mù trời. Dòng nước hung hãn cuốn trôi đi tất cả. Đất đá, nhà cửa, người vật đều chìm nghỉm vào trong nước. Chỉ riêng khoảnh đất của mẹ con bà Quá thì không hề bị nước động đến. Khoảnh đất ấy mỗi lúc một cao lên, trông tựa như một hòn đảo giữa biển nước. Mẹ con bà Quá nhớ lời bà cụ ăn mày dặn, vội thả những mảnh vỏ trấu xuống nước. Vỏ trấu biến ngay thành những chiếc thuyền. Hai mẹ con bơi thuyền đi cứu giúp bà con chòm xóm. Nhờ vậy mà cả xóm nghèo của họ không ai bị nước cuốn đi. Chỗ nước phá đất phun lên ngày ấy thành Hồ Ba Bể. Giữa hồ có gò già mái, gò bà Quá. Dân gian truyền lại rằng ngày xưa nhà mẹ con bà Quá ở đấy. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện. Nếu thấy hay, các bạn hãy like và share video nhé. Và nhớ nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ các câu chuyện tiếp theo trên kênh Nghe Kể Chuyện Hay. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau.